điều trị COVID-19 Củ Chi sẽ ngừng nhận bệnh nhân mắc COVID-19 mới. Nhiều người tự nguyện nhường suất hỗ trợ 1 triệu đồng cho người khó khăn hơn. Lốc xoáy tốc mái hư hỏng hàng loạt nhiều nhà dân. Thuê 14 tên côn đồ đi uy hiếp đánh dân để thỏa thuận đền bù. Phút đời thường hôm nay là câu chuyện của chàng sinh viên ngành y và ước mơ sống vì mọi người. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Sáu ngày 24 tháng 9 năm 2021. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Bích Ngân của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Thưa quý vị, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế thành phố cho biết, bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi sẽ không nhận bệnh mới từ ngày 23 tháng 9 để giải quyết bệnh nhân nặng, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi sang trạng thái bình thường. Theo đại diện của Sở Y tế, đối với bệnh viện thuộc vùng xanh như quận 7, huyện Củ Chi, Cần Giờ, nhu cầu người dân được chăm sóc sức khỏe bình thường rất cao. Do đó, những bệnh viện này sẽ sớm chuyển đổi bình thường, đồng thời chuyển giao việc điều trị bệnh nhân COVID-19 cho các bệnh viện chuyên biệt. Theo đó, Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển đổi công năng các bệnh viện tách đôi tại các quận vùng xanh khác để các bệnh viện này hoạt động trở lại bình thường. Theo bà Huỳnh Mai, nhiệm vụ của ngành y tế là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của người dân, gồm của cả bệnh nhân COVID-19 và các bệnh nhân khác. Do đó, Sở Y tế có lộ trình chuyển đổi và sẽ có phương án chắc chắn để đảm bảo sức khỏe cho người bệnh. Nhằm đảm bảo an toàn cho các vùng xanh và công tác truy vết F0 được thuận lợi hơn, vừa qua, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cho người dân tự thực hiện lấy mẫu xét nghiệm để làm test nhanh COVID-19 khi đi qua các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn. Theo đó, lực lượng chức năng sẽ lựa chọn ngẫu nhiên các trường hợp lưu thông trên đường. Sau khi kiểm tra giấy đi đường, lực lượng tại chốt sẽ mời vào điểm test. Sẽ có nhân viên y tế hướng dẫn cho những người dân chưa nắm rõ các thao tác test nhanh. Đồng thời, trong quá trình người dân thực hiện các thao tác lấy mẫu, nhân viên sẽ luôn quan sát để đảm bảo việc xét nghiệm cho kết quả chính xác nhất. Lúc trước thì bên y tế, người ta vào tận nhà, người ta test. Sau khi mà có hoạt động mình tự test thế này, mình có thể là mình sẽ chủ động hơn trong vấn đề mình kiểm soát được dịch bệnh của bản thân cũng như gia đình. Và thêm đó là có thể mình y tế có thể sẽ kiểm soát được dịch tốt hơn trong lúc dịch đang phức tạp như thế này. Được biết, việc test nhanh COVID-19 ngẫu nhiên cho người dân lưu thông hoàn toàn miễn phí. Ông Trần Quốc Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, địa phương đã rà soát lập danh sách người có hoàn cảnh thực sự khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19 để nhận hỗ trợ đợt 3. Phường hiện có gần 52.000 nhân khẩu thuộc diện được hỗ trợ. Tuy nhiên, trong số này có hơn 1.300 người dân tự nguyện nhường suất hỗ trợ cho người khó khăn hơn. Ủy ban Nhân dân phường Linh Trung đã trao tặng giấy khen biểu dương tinh thần nhường cơm sẻ áo cho các cá nhân tiêu biểu. Anh Lương Hậu, 47 tuổi, tạm trú khu phố 3, phường Linh Trung, là một trong những người tiên phong đăng ký không nhận tiền hỗ trợ cho biết. Anh làm ở công ty may, dịch ập đến, anh thất nghiệp, hai con, 6 và 7 tuổi cũng nghỉ học ở nhà chống dịch. Hoàn cảnh của anh Hậu không mấy khá giả, cũng làm thuê ở trọ. Tại vì em coi TV em thấy là cái 1.500 mấy nhỏ đó bị mất cha mất mẹ, đang một côi rồi mấy người về rồi cũng đang khó khăn hơn em. Em ở đây thì nói chung nhờ chị tổ trưởng tổ khu phố 3 nè giúp đỡ cho gạo đồ, em thấy cũng ổn, cũng đỡ hơn cái mấy người đó cũng khó khăn hơn em. Thì em nhường cái phần này lại để cho mấy người được khó khăn em. Theo ông Hưng, những phần mà người dân tự nguyện nhường, phường sẽ tiếp tục rà soát, lập danh sách thêm những người thực sự khó khăn để hỗ trợ. Thêm một thông tin khác. Thưa quý vị, chiều qua, một trận lốc xoáy xảy ra ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã làm tốc mái hư hỏng hàng loạt nhà dân. Theo thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi, thì trận lốc xoáy đã làm ít nhất 15 nhà dân bị thiệt hại nặng. Nhiều hộ dân nhà bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng gần như hoàn toàn. Rất may, khi xảy ra lốc xoáy, các hộ dân đã kịp thoát ra khỏi nhà nên không gây thiệt hại về người.
hiện chính quyền địa phương đang huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do lốc xoáy, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Tiếp tục chương trình là những tin tức về an ninh trật tự. Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đang tiến hành xác minh làm rõ lô hàng gồm 100 thùng bánh ngọt và đồ ăn nhanh các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ được vận chuyển trên chiếc xe tải chạy luồng xanh từ Hà Nội vào Bình Phước. Trước đó, tổ công tác công an thành phố Đồng Xoài tổ chức tuần tra kiểm soát đã phát hiện xe tải do tài xế Nguyễn Anh Dũng, 40 tuổi, trú huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, phát hiện hàng hóa trên xe có hàng điện máy, thuốc tây, sữa, bánh ngọt và đồ ăn nhanh. Riêng 100 thùng bánh ngọt in chữ Trung Quốc, tất cả không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tài xế Nguyễn Anh Dũng khai nhận toàn bộ số hàng trên xe được vận chuyển từ Hà Nội vào cho 3 chủ hàng tại tỉnh Bình Phước và tỉnh Bình Dương. Công an thành phố Đồng Xoài đang tạm giữ hàng hóa để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ. Mới đây, Thượng tá Nguyễn Đức Thùy, trưởng Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết bước đầu đơn vị đã làm rõ nhóm đối tượng đánh người liên quan đến thỏa thuận đền bù tại các dự án điện gió Đắk Nờ Rung 123. Theo thông tin ban đầu, ngày 19 tháng 9, ông Phạm Tùng Nam, 43 tuổi, là quản lý thi công đường dây 35 kV của các dự án điện gió cùng 14 người khác đến các hộ dân ở xã Thuận Hạnh để thỏa thuận đền bù. Trong quá trình thỏa thuận, một số người đi cùng ông Nam đã đánh người gây thương tích, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Cụ thể, chiều ngày 19 tháng 9, ông Nam với một nhóm người đến nhà ông Trần Văn Túy, 41 tuổi, để thỏa thuận hỗ trợ đền bù. Hai bên không thống nhất được nên nhóm người này ra về. Sau đó, anh Trần Anh Tèo, em của ông Túy, vừa từ nhà ông Túy ra về được khoảng 100m thì bị 4 người chặn lại đánh gây thương tích. Sau đó, nhóm người này tiếp tục đến nhà ông Trương Văn Túy, 54 tuổi, để thỏa thuận đền bù 455 triệu đồng cho diện tích 3.400 m2, nhưng ông Túy cũng không đồng ý và yêu cầu đền bù với mức giá 1,2 tỷ đồng. Khi ông Túy đứng dậy đi vào nhà thì bị Nguyễn Hữu Dũng, 40 tuổi và Nguyễn Thanh Tùng, 32 tuổi, cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk, xô đẩy và đánh vào mặt, khiến ông Túy ngã xuống đất. Qua quá trình làm việc, ông Nam thừa nhận đã thuê nhóm người trên đi hỗ trợ việc thỏa thuận đền bù. Những người này cũng thừa nhận việc đánh anh Tèo và ông Túy. Quý vị, tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau đã được dân tộc ta phát huy từ lâu và nhất là trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. Nhiều tấm lòng nhân ái, trong đó có những người còn rất trẻ, đã âm thầm góp sức mình vào công tác phòng chống dịch. Mời quý vị khán giả hãy cùng đến với câu chuyện của chàng sinh viên khoa y trường Đại học Nam Cần Thơ và ước mơ được góp sức cho đời. Bạn Lê Hoài Nhân là một người con của đất Sen Hồng, Đồng Tháp. Trước đó khi còn đang học tập tại Cần Thơ, do theo học ngành y nên Hoài Nhân thường xuyên đến bệnh viện và tiếp xúc được nhiều mảnh đời kém may mắn. Từ đó, mong muốn được giúp đỡ người khác cũng khắc ghi trong tâm trí cậu trai tuổi đôi mươi này. Thì ở Cần Thơ thì mình có làm một cái hoạt động từ thiện là tự bản thân đi vận động và đến chia sẻ đến những hoàn cảnh khó khăn ở trong thành phố Cần Thơ và xa hơn nữa là Hậu Giang và các tỉnh Bạc Liêu. Thì đến với những hoàn cảnh khó khăn như là mắt không nhà không cửa, không áo quan, và những hoàn cảnh khó khăn hơn là những cô chú đi lụm ve chai không có nhà nhưng mà nhà chỉ che ở tạm bợ, thì em sẽ đi vận động để có tiền để hỗ trợ cho những hoàn cảnh đó. Sau này, do tình hình dịch ở các tỉnh miền Tây diễn biến phức tạp, nên Nhân đã về quê nhà Đồng Tháp đăng ký làm tình nguyện viên, góp sức vào công tác phòng chống dịch của địa phương. Ban đầu thì bạn Nhân đăng ký là trực chốt ở trên Tân Lộc B. Nhưng mà sau này thì tình hình dịch bệnh nó phức tạp cho nên là bạn Nhân về đăng ký ở làm chỗ cái chiến xe không đồng luôn. Rồi dần dần thì bạn tìm được một số mạnh thường quân, rồi bạn đi nhận rau của các mạnh thường quân đó trở về cho địa phương.
Mặc dù biết bản thân đang đương đầu với khó khăn, nhưng chàng sinh viên ngành y vẫn luôn cháy hết mình với tuổi trẻ. Gia đình cũng đã tiếp thêm sức mạnh để Hoài Nhân hoàn thành tốt công việc của mình. Nhân thì nó đi làm thì cũng có khi chạy tới chạy lui, mà thậm chí có công việc nhiều quá thì cũng ở trọng suốt luôn, ở xã suốt luôn. Rồi mình phụ thôi, chạy tới chạy lui, chưa có biết sao giờ nhưng mà thấy rất vui, tham gia được cái chương trình này vui lắm. Khi bà con phát rau củ đó, bà con là người ta khi mà ta nhận cái món quà ngày rau củ của mình giao tặng cho đó, thì vui vẻ lắm, cũng thích. Không chỉ dùng tiền dành dụm của bản thân để mua rau củ gửi tặng người khó khăn, Hoài Nhân còn quyết định đăng ký hiến tạng để sau này có thể giúp được nhiều người hơn. Thì mình thấy cái việc làm này rất ý nghĩa, vì khi mình đã mất rồi thì mình cũng trở thành cát bụi thôi, nên em phải để sau này có qua đời thì mình sẽ để lại những cái thứ nào tốt đẹp nhất cho cuộc đời, những cái tiếng thơm đời cho con cháu về sau, và sẽ cống hiến những bộ phận cơ thể mình để hỗ trợ và cứu sống những cái hoàn cảnh không may mắn đang bị mắc bệnh. Sữa như bánh như gạo, nói chung như mì gói, rồi sữa cá mồi đồ anh, rồi với hộp dịch, nói chung ra được mạnh thường quân hỗ trợ cũng đỡ phần vất vả trong thời gian dịch bệnh. Em rất là biết ơn mạnh thường quân và bên phía ủy ban xã rồi luôn. Là bạn có những cái việc làm hết sức là ý nghĩa thiết thực để giúp đỡ cho bà con trong mùa dịch khó khăn này. Thật sự thì lúc mà dịch tới, thời gian giãn cách nó dài thì cuộc sống của bà con ai cũng gặp khó khăn. Nhưng mà có những người như bạn Hoài Nhân là sẽ giúp ích được rất là nhiều cho bà con mình để vượt qua cái mùa dịch này. Hoài Nhân luôn tâm niệm rằng cuộc đời này có bao nhiêu lần đôi mươi, hãy sống và cống hiến hết mình để thanh xuân của mỗi chúng ta đều thật ý nghĩa. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoavongtuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Trang Group. Còn bây giờ, Bích Ngân xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.